Độc Cô Cầu bại duy nhất gây náo loạn võ đường môn phái Kim Âu với màn giao đấu cực đỉnh. Diễn viên Tùng Du Ki và Nguyễn Trần Duy Nhất đã có dịp tìm đến võ đường Kim Âu ở Cần Thơ. Tại đây, Duy Nhất được lĩnh hội những đòn thế cực hay của môn phái. Người lập nên võ đường gốc chính là sư ông Kim Âu, tên thật là Lê Kim Âu, ở Tuy Hòa, Phú Yên. Hiện võ đường đang được sư phụ Kim Sơn quản lý. Ông là một trong 6 người con trai của sư ông Kim Âu, là người hiểu rõ ý nghĩa của cha mình và tiếp tục phát huy ý tưởng của ông đến thời điểm này. Do đó, dù môn phái có gọi bằng cái tên gì đi nữa thì cũng không thể bao quát hết các nội dung mà sư phụ Kim Sơn truyền dạy dựa theo ý tưởng của cha mình. Bây giờ cũng đá cái lấy bay cho thầy. Lực đá nhẹ nhàng. Lên. Chặt nhẹ. Đúng luôn. Cái chân con đá đúng bộ đúng không? Nhưng mà cái tấn mình, cái chân mình nó còn chưa dài đi trước thôi. Cái ngọn cước sẵn ra. Chính xác. Dạ. Tập một buổi. Hoặc là một hai buổi, nhưng mà nhất là đá được như thế là rất tốt rồi. Trong khi đó anh em chúng ta là tập rất là lâu. Về đặc trưng của võ đường Kim Âu, chủ yếu dựa vào bộ cước pháp với nhiều đòn đá rất đa dạng và hiểm hóc, phải được chuyên tâm luyện tập trong thời gian dài. Mặt khác, môn sinh học các cú đá này phải là người có năng khiếu, tố chất đặc phù hợp với bộ pháp của võ đường. Do đó, người theo học môn phái này có thể nhiều nhưng số lượng bị đào thải rất cao, những người theo đuổi được tất nhiên rất giỏi và tinh thông cước pháp. Về bộ tay, lúc đầu sư tổ dạy bộ cổ truyền của Trung Hoa mới nghe tên đã rất quen thuộc như Khôi Sơn, Mai Tiên, Mai Hoang, Liên Hoa, Bát Bộ, Cương Ngực. Có bộ thì dùng cương, có bộ thì dùng nhu, dùng trỏ, chỉ, hổ, hầu, xa quyền rất đa dạng, hầu hết đều xuất phát từ Bắc Thiếu Lâm về hình thù rất hoa mỹ. Về bài bản, trong suốt thời gian theo ân sư, sư ông Kim Ô học được rất nhiều ngũ hình quyền, là hàn quyền, đội khí công, thuật bổ chú, ý ngõ. Với sự tận tụy cả đời luyện võ, sư ông Kim Ô nắm giữ trong tay cả một kho tàng võ học nhờ sự chuyên tâm học tập và nghiên cứu của bản thân. Sau này, ông đảm nhiệm cương vị trong Tổng cục Quyền thuật Việt Nam. Uy danh của võ đường Kim Ô trước giải phóng rất lớn với nhiều môn sinh theo học khắp các tỉnh miền Trung. Bạn cảm nhận thế nào về màn đối kháng vừa rồi? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh để xem các trận đấu võ thuật hấp dẫn của Nguyễn Trần Duy Nhất.